Di chuyển đầu tiên đó thì cả hai đội đều đã có hết rồi, ngay lập tức thấy một con Rumble quay di chuyển sang khu vực phía rừng. Còn trong khi đó thì anh này đọc tên bắt bắt vũ vũ thành ra chúng ta gọi là Predator đúng không nhỉ? Predator. Thì những tình huống di chuyển đó từ Predator vừa rồi anh ta bị mất một lượng máu nhỏ nhỏ cho nên không phải là vấn đề lớn lắm. Với lại tôi nói đúng, tức là Predator anh ta quyết định là xách theo cái gì đó cười và tóc biến lên giữ cho nó vươn lại, nhưng quay mới là bị hất tung. Liên đang tới đất gờ chờ đợi cho phần máu nào mất máu nào và nó khiến cho Biobander phải lùi lại bằng cái tóc biến của mình. Một con mắt được cảm ra khá sớm đến từ Fiddlestick của anh chàng Pavu thì phải, và nó bị phá bởi các thành viên. Thì con mày giữ chân lại, ta đã bị dính tiêu đốt tất cả cái đang dồn vào và hiện giờ tóc biến lên hai tóc biến đó đã được tung ra, đi coi vẫn đang sử dụng tất cả gì có thể mà ta thoát đi được. Gala bị dính kiệt sức cho nên ta dùng sát thương công độ ba phép mùi sợ pha tấn công tính toán rất sai để tuyên phía của AMG tại khu vực đường dưới. Pha di chuyển đến từ quay mày, ta bắt được Babu rồi, ta bắt được Babu và Babu đang khá bất lực, anh ta đang cố gắng để có thể bỏ chạy được. Quay liên tiếp có một lượng sát thương nên trạng thái quá tải, Babu mất tâm lý đâu thể bỏ chạy đi. Đi coi đang tới rất gần và Biobander cũng tương tự như vậy. Sehu đang cố gắng giữ chân Biobander lại và có lẽ như là được rồi, quay sẽ lùi lại, nhưng cái vấn đề là cái chỗ đó là anh ta vẫn còn đang giữ nguyên tham vọng cướp rừng và anh ta đang cố gắng cắn hai con người đã cắn được không đâu. Tôi nghĩ là hơi khó, Babu vẫn có khả năng hồi phục và cái lượng CC của Wii thì không có, cho nên hơi khó để bắt được Babu ở đây. Tôi nghĩ là chờ mình lên là đánh được. Mình bắt đầu di chuyển, anh ta bắt đầu cùng với Wei tiếp cận thành công bãi người đá đối phương, phát tốc biến qua sấy người đá đến từ Wei. Wei rất hợp lý bởi vì ta biết cái chiêu cuối đến từ Crane đã có và ngay lập tức chỉ là nghe tung ra giữa chân hoảng sợ khiến cho phụ trợ đi có đeo phản tử rất tuyệt vời. Chủ đóng của Crane, Wei vẫn có thể thoát đi được. Một pha đánh cực kỳ chiến, đi chả có được sao? Đá được một thành viên về, không phải chính là Wei. Wei bị dính sóng băng, bị dính vô ăn cướp mà phải nằm xuống tấm lên e giữ chân được một thành viên có đó, không phải cái chính là Min. Crane chắc chắn là không thể nào hỗ trợ cho anh Min trong tình huống này cả. Sehu tới để có thể cứu người đồng đội của mình, Wei làm chậm. Đến từ bộ ba đó là Crane, Wayne cũng như là Sahu để xa trong tình huống phản công 3v3. Đứng giữa thì Crane cũng bắt đầu di chuyển và đã vào đủ tầm để có thể hoang tưởng rồi. Crane di chuyển sớm hơn so với lại sát và chưa kể đến anh ta cũng đã có một cái thông báo rất rõ ràng là sát hiện tại đang muốn có một pha vòng. Và ngay lập tức khi mà chat nhận ra được là mình đã bị phát hiện rồi, quay đang đứng rất lâu, thiểu lộ tầm nhìn, tung đạp tất cả khi đang vô vào người. Và Ray là ta phải nằm xuống, đi coi sẽ đi theo. Hai mạng hạ gục dành cho người chơi đi đường của Rico Archie mà thôi. Jack đang bị đốt rất nhiều, anh ta sắp sửa nằm xuống, tóc bây giờ đánh phát cuối cùng nhưng không mà cũng đã có sau pha tắt đèn từ Cray. Jack vừa rồi cố gắng làm cái gì thế bởi vì anh ta không có cái cửa đâu để phòng thủ được cái trụ đó. Anh ta quá tự tin và khả năng chống chịu đến từ Coliseum và không thể nào ý thức được cái lượng sát thương đến Rumble nó lại lỗ đến như vậy với hai cái la bóc điện cộng với một chút sát thương đến từ kỹ năng súng phun lửa của Rumble. Đang bắn liên tục vào người của Raiden và ngay lập tức mình đã tới trên của dịch chuyển thủy lô tập diệt tung ra giữ chân Raiden lại. Dịch chuyển nó từ đỏ sớm hơn, tóc biến né không pha bóc mũi lao quy trúng để xem xét có dám bay vội không, để tới lửa đạn nào xuống khiếp nó trúng nhưng không đủ sức thương hạ gục được mình. Papu đang tới, Papu đang qua, Papu sẽ có bỏ quả. Papu tung ra lập tức có biến vào dưới chân rất nhiều người và tắt đèn được tung ra, thảm lửa cũng được tung ra, nhưng hãy nhìn quay đang khá đang đầu khi quay và người đồng đội của ta đang bị tấn công bởi sai sai phải nằm xuống rồi, đi coi bị gõ liên tục bởi quay và quay kêu đốt vào người của Biobander. Biobander đang quẩy, Biobander quẩy khá nhiều, quả chỉ là chiều không đủ, anh ta cần phải có một sự thiệt hại nặng nề và đó rất nhiều mắt để tìm phía gì nữa, họ hoàn toàn có thể bị đánh úp bởi những pha di chuyển phải chắc như thế này. Đây phía đây người đang bị giữ chân lại hóa chính là đi coi cơn mưa Katia chưa có, nhưng hãy nhìn đó là thiên chiến kích rất đẹp, nó khiến cho đi coi mất một lượng máu rất lớn phía cánh phải. Giờ hù dứt điểm được chat đó một lần nữa, mưa tên lửa được tung ra, đi coi không đứng mà trong mưa tên lửa nhưng ta thành người chết tiếp. Và Sahu với một con na khổng lồ, ta thậm chí là tắt đèn, đó là một cú hoang tưởng được tung ra ngay lập tức, đang cố gắng hút máu đỏ vào bu bao nó không bao play được, quá đáng tiếc dành cho Babu. Nhả ra trong trường hợp bạn có Morgana hay là nên cầm nó đi. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây đó là cái kèo, tức là so là vấn đề cá nhân nữa, chúng ta thấy rõ ràng là so kèo rừng còn sự chênh lệch. Thì cái cách để cho Babu có thể làm được đó là một tình huống bảo quả đẹp như vừa rồi thôi, án tự trúng. Minh bị dính W của con Zin nhưng không sợ, người ta quay trở lại tấn công với sự hỗ trợ với rất nhiều người đồng đội của mình. Gala đã có được mạng gục và cái cửa đó cho Bentaret đang càng ngày càng bị hãy lên đó là cuốn mưa tên lửa bảo quả tung ra nhưng không ai hỗ trợ được cả. Bắt buộc phải dẫn đồng hồ phía cánh này, Sehu dứt điểm được xạ thủ đối phương, đi coi không cứu đồng đội ngược lại anh ta sẽ bị đẩy và từ mà ta sẽ chết. Gala sử dụng bản thủ bắn liên tục vào người của Biobander và anh ta cũng sẽ nằm xuống, đã có triple kill giờ Sehu cũng như chiến thắng dành cho Royal Never Give Up rồi. Một tình huống chiều cuối bão quả không thể nào đẹp hơn đến từ Babu thêm một lần nữa trong ván thi đấu này, nhưng thật tiếc là sát thương tuyến sau đến từ bên phía của Betanet nó quá là thiếu hụt. Một cú chiều cuối bão quả của một con Fiddlestick không phải là quá xanh xa nhưng cũng đủ để làm mềm toàn bộ đội hình bên phía của IMG, nhưng chỉ là làm mềm mà thôi. Quả tung đang lập tức gây ra biến đến từ Gala, biến ngay lập tức kéo vào bên trong tên lửa, mưa tên lửa quá đẹp bay
lùi lại một tí xíu. Decoy mà gặp Renay thì coi như cũng đi bụi mà thôi. Seohu bắn liên tiếp vào người của Decoy. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho RNG. Họ thắng một cách áp đảo hoàn toàn và không cho bên phía của Bentonet một cơ hội nào để giành chiến thắng cả. 24 phút là những gì mà RNG cần để dứt điểm Bentonet có luôn cho mình chiến thắng đầu tiên.